Mặc dù nhiều giải pháp chấn chỉnh xử lý tình trạng dừng đỗ phương tiện giao thông không đúng quy định tại thành phố Buôn Ma Thuột đã được đưa ra, Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra xử lý, song đến nay tình trạng này vẫn diễn ra. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về trật tự đô thị và trật tự công cộng, trong đó có việc đậu đỗ sai quy định. Thì trong cái việc mà xử lý thì chúng tôi cương quyết xử lý, chứ lập biên bản để xử lý theo cái quy định pháp luật, không có vùng, gọi là không có vùng cấm, không có việc xin cho, thì làm để nó được sự công bằng theo cái quy định của pháp luật. Theo ghi nhận của phóng viên 24 giờ cùng DRT thì trên các tuyến đường Lê Quý Đôn, Phan Đăng Lưu, Phạm Ngọc Thạch, nhất là khu vực phía trước các quán ăn, quán cà phê, vào thời gian buổi sáng, tình trạng dừng đỗ xe ô tô khá lộn xộn, tùy tiện, gây cản trở giao thông diễn ra khá phổ biến, có nhiều xe còn đậu ngược chiều. Thế nhưng khá nhiều trường hợp vi phạm không bị xử lý.